Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. MC Kỳ Duyên tình tứ với cùng chồng Trịnh Hội trên biển. Mới đây, trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên đã khoe những khoảnh khắc rất lãng mạn và tình tứ bên bạn trai khi cả hai cùng đi du lịch ở Cam Ranh trên bãi biển trải dài cát trắng. Cặp trai tài, gái sắc cùng sánh cánh bên nhau, tay nắm chặt tay dạo bước trên những con sóng lớn đang vỗ về. Không những vậy, Kỳ Duyên và bạn trai còn thích thú vui đùa và trao nhau những cái ôm thắm thiết. Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 50 nhưng dường như tuổi tác không phải là vấn đề quá lớn ảnh hưởng tới sắc vóc của MC Hải Ngoại. Trong bộ bikini màu đen sánh bước bên bạn trai, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn khoe vẻ săn chắc và nét huyết rũ chết người như cô gái tuổi đôi mươi. Đang chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về, nếu anh chờ. Lời hứa năm xưa em vẫn giữ. Từ nay mình nắm tay nhau đi suốt khoảng đường còn lại như anh đã hứa với em, anh nhé. Ngay lập tức, bài đăng của Kỳ Duyên nhận được quan tâm rất lớn từ bạn bè và cư dân mạng. Mọi sự chú ý đổ dồn vào ngôn từ cô viết gửi đến người thương, từng dòng chữ như đang ngụ ý nối lại tình xưa. Căn cứ vào bức ảnh được Kỳ Duyên công khai, không ít bình luận cho rằng ngoại hình người đàn ông rất giống MC Trịnh Hội, chồng cũ của cô. Đặc biệt, nhiều bạn bè của Kỳ Duyên cũng úp mở việc nữ MC tái hợp người chồng thứ hai sau hơn một thập kỷ ly hôn. Chúc anh chị hạnh phúc, người sau chia tay nhiều, năm vẫn nhớ trên nhà cho ta, là người luôn muốn cùng ta tiếp tục nắm tay và xây ngôi nhà ấm áp. Em vui quá, chúc mừng anh chị, có duyên có nợ chắc chắn sẽ quay về. Chị không ngạc nhiên và rất cảm động, thật vui với hạnh phúc vì hai em đã về lại bên nhau. Nhiều người nghi ngờ màn tái hợp của Kỳ Duyên, Trịnh Hội trước những suy đoán và bình luận chúc mừng của mọi người. Nữ MC hiện tại vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn nối lại tình xưa. Kỳ Duyên nổi tiếng tại các sân khấu hải ngoại với tài năng ăn nói lưu loát và được biết đến là người đẹp trí tuệ. Thế nhưng trái ngược với đường công danh, tình duyên của cô lại khá lận đận với hai lần đò và một cuộc tình 10 năm không cưới. Cô kết hôn lần đầu với một bác sĩ Việt Kiều và có hai cô con gái. Cuộc sống sung túc không thể cứu vãn cuộc hôn nhân khi cả hai nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, cuối năm 2004, nữ MC Hải Ngoại tái hôn với nam luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Khi ấy bà mẹ hai con đã 39 tuổi, Trịnh Hội kém. Bà xã 5 tuổi nhưng rất chín chắn. Cái tên Trịnh Hội đã không còn quá xa lạ trong giới showbiz. Là một luật sư nhưng nhiều người biết đến Trịnh Hội với vai trò MC và là chồng cũ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau khi chia tay người vợ cũ, Trịnh Hội đã có một khoảng thời gian suy ngẫm lại tất cả và anh đã bắt đầu một chuyện tình cảm mới đầy lãng mạn. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa thực hiện một đoạn clip chia sẻ với khán giả về những bài học mà bản thân rút ra được sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị nói, tôi đã có hai đời chồng và công nhận mình thất bại trong hôn nhân, nhưng người ta nói thất bại là mẹ thành công. Tôi cũng tự an ủi mình vì theo thống kê thì 50% những người kết hôn sẽ dẫn tới ly dị, 50% còn tiếp tục ở với nhau, có bao nhiêu phần trăm là ở vì bổn phận, con cái, 50 còn lại đấy, họ có thật sự hạnh phúc hay không còn lựa chọn nào khác. Sau khi đổ vỡ hai lần, tôi đọc sách và đi nghe tâm lý rất nhiều. Tôi thấy rất nhiều cặp khác cũng gặp vấn đề giống mình, không riêng gì bản thân đi qua những cơn sốc đó. Tôi may mắn sau khi ly hôn có cơ hội làm bạn với người chồng cũ. Khi gặp lại nhau, cả hai đều thấy sao đối phương bây giờ dễ thương. Biết điều thế, vậy tại sao lúc trước không ở được với nhau lại gây lộn? Khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy đó là do bây giờ mình không là của nhau, không có quyền sở hữu người kia, không chung đụng tiền bạc, không ở chung nhà. Người kia được tự do để làm chính người đó, theo Kỳ Duyên. Khi là vợ chồng ai cũng nghĩ người kia có bổn phận mang lại hạnh phúc cho mình. Từ đó, nảy sinh sự kiểm soát, đòi hỏi quá nhiều ở người bạn đời. Và chính thời gian ở nhà nhiều cũng khiến nhiều gia đình gặp trục trặc. Trong những tháng đóng cửa ở nhà, tưởng rằng là lúc vợ chồng con cái có thì giờ ở với nhau. Nhưng thống kê lại cho thấy tỷ lệ ly dị tăng cao. Vì đã gặp khó khăn về tiền bạc rồi mà còn gặp nhau tối ngày thì dễ gây lộn. Nếu chúng ta được đi ra ngoài đi làm,
tối về gặp nhau mấy tiếng ăn uống, đi ngủ thì hôn nhân mới tồn tại lâu, còn hai người bị nhốt vào một nơi thì rất dễ điên đầu. Chị bày tỏ, cũng theo Kỳ Duyên, sở dĩ chị và chồng cũ giữ được mối quan hệ bạn bè, thậm chí chi kỷ vì không còn kiểm soát cuộc sống của nhau, có thể chia sẻ, ủng hộ mà vẫn có cảm giác thoải mái, người đó có vấn đề gì cần hỏi tôi thì tôi mới nói, và những vấn đề gì tôi khuyên, người đó có quyền nghe hoặc không nghe. Người đó có vấn đề gì cần hỏi tôi thì tôi mới nói, và những vấn đề gì tôi khuyên, người đó có quyền nghe hoặc không nghe, tùy họ. Cảm giác nhẹ nhàng, không ai áp đặt ý muốn của mình vào đời sống người kia. Chị chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ. Từ đó, nữ MC hải ngoại cho rằng cuộc sống hôn nhân nên dung hòa giữa việc tạo cảm giác lãng mạn vợ chồng, vừa có khoảng không gian riêng tư. Tôi biết có những cô bạn, mỗi lần đi mua sắm về là phải giấu chồng, để đồ ngoài xe, rồi lén nút, mời tiền để chung với nhau. Ai xài đồng nào, người kia cũng biết, như thế, cảm giác ngột ngạt, không có tự do trong chi tiêu. Theo tôi, không để chung tiền bạc mà chỉ đóng góp một phần vào quỹ chung. Ai muốn mua gì được tự do trong khoản chi tiêu của người ấy. Vợ chồng cũng cần làm mới bản thân, không nên để mình trở thành nhàm chán, mất lửa vì đã ở với nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ. Chị nói, Kỳ Duyên cũng tiết lộ nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ, cái mà làm cho tôi không được. Hạnh phúc trong hôn nhân chính là sự nắm giữ, ghen tuông, nghi ngờ, đè ép, bắt người kia phải làm theo ý mình. Người kia nói một câu là mình giận liền, trong khi người bạn khác nói câu đó mình thấy không sao. Nhìn lại hai cuộc hôn nhân đã qua của mình, nữ MC hải ngoại đúc rút kinh nghiệm. Nếu bây giờ cho tôi trở lại, lấy chồng lại thì tôi sẽ nói với người đó rằng, em với anh ngủ hai phòng khác nhau đi, mình ở chung nhà nhưng ngủ ở hai phòng khác nhau. Để khi nào muốn hẹn hò thì nói trước, hôm đó mình sẽ dành trọn thời gian cho nhau, tạo cảm giác háo hức, tươi mới. Ngày xưa, lúc nào tôi cũng nằm cạnh chồng, sau này khi được ở một mình, tôi thấy rất thoải mái, có không gian riêng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.